á, mình cắn vô phát là nó béo ngậy rồi á, mà nhai nó sực 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 sực, trời ơi nó ngon. Ôi vậy mày ăn mình mày đi với ghê quá, không thèm về đâu. Về. Hay là thôi bỏ qua cái đặc sản đi, tao giới thiệu chai quê cho bọn mày ha. Chê chai quê. Ê, mày đừng có tưởng là tụi tao dễ dãi, mày nghĩ sao vậy? Ở trên Sài Gòn tao là gì? Tao là một diễn viên xinh đẹp trắng trẻo vậy, nghĩ sao tao thèm chai quê? Nè nghe tao nói với tụi bay nghe, biết đặc sản của chai quê ở đây là gì không? Đó là chân chất thực thà mà còn đội vợ lên đầu nữa đó. Chưa kể nha, mấy ông khỏe mà cày chung với trâu nha, mà trâu nó xỉu mà mấy ông còn cày luôn.